Thưa bà con, mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp sẽ làm giảm sức đề kháng của cá. Do vậy, nếu người nuôi chăm sóc không tốt, cá không chỉ sinh trưởng phát triển chậm mà còn kế phát một số bệnh. Để nuôi cá trong mùa đông hiệu quả, ngay sau đây, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 sẽ hướng dẫn bà con chăm sóc cá trong mùa đông. Mời bà con cùng theo dõi. Anh Nguyễn Quang Lợi ở xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đang nuôi 8 lồng cá, gồm cá chấm cỏ, cá rô phi, cá chép. Anh Lợi cho biết, thời gian gần đây, nhiệt độ xuống thấp khiến cá giảm ăn, lượng thức ăn trong các ổ lồng vẫn còn nhiều. Anh Lợi lo lắng, không biết phải chăm sóc cá như thế nào. 18 ngày đầu tiên, thì bắt đầu cá ăn rất mạnh, đến thời điểm là được một tháng quay lại đây là nó lạnh, thì nó giảm ăn, mình cho ăn cái lượng ăn như thế là hôm trước mình cho ăn 8 cân, bình thường 8 cân là nó ăn hết. Nhưng sau đó thì lạnh cái nó dừng ăn. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, để cá vẫn phát triển tốt khi nhiệt độ xuống thấp, anh Lợi cần phải thực hiện tổng thể các biện pháp. Trước hết, anh Lợi cần chọn thời điểm cho cá ăn trong ngày phù hợp. Thời gian mùa đông như thế này thì nó là cái sức ăn nó sẽ giảm đi, tuy nhiên rằng là mình sẽ phải lựa cái ngày nắng mình cho ăn nhiều và thời điểm nắng nhất trong ngày mình sẽ cho nó ăn thì là tốt nhất, thì nó ăn được nhiều nhất. Mình không cho ăn vào 8 giờ sáng nữa, bởi vì 8 giờ sáng là lúc ấy nhiệt độ nó chưa phải là nhiệt độ cao. Nên mình chuyển sang cho ăn buổi chiều khoảng 2-3 giờ chiều. Thì cái lượng ăn ví dụ một ngày bây giờ là chia 2 bữa, mỗi bữa 6 cân, bây giờ là mình giảm xuống là chỉ cho ăn 10 cân tổng, ăn một lần thôi. Giảm lượng thức ăn khi nhiệt độ xuống thấp. Thức ăn cho cá nuôi lồng có thể là thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế bằng nguyên liệu sẵn có của gia đình. Với thức ăn công nghiệp, người nuôi nên chọn thức ăn dạng viên nổi và không tan trong nước để hạn chế hao hụt thức ăn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. Thức ăn cần đảm bảo hàm lượng đạm từ 20 đến 30% để cá có thể phát triển tốt. Trước khi cho ăn, cần vớt bỏ thức ăn thừa trong lồng bè. Ngoài ra, cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng bệnh cho cá. Từ trước đến giờ là hướng dẫn treo cái tên BKD. Thế tuy nhiên bây giờ mình giảm dần đi. Mình chỉ treo túi vôi thôi để cho nó, bởi vì cá nó đã ổn định rồi. Nó không nhất thiết là phải có hóa chất xuống dưới này nữa. Mà mình chỉ treo túi vôi một ngày cũng 4-5 lần để cho vôi nó tỏa ra để nó khử trùng môi trường nước thôi. Nếu mà và những cái hôm mà trời nó thấy là cá nó bất thường thì mình nên mới nên treo cái BKD đấy để mà rũ ra, để mà tiêu diệt các cái mầm bệnh, để cho nó hạn chế cái việc mà xảy ra cái dịch bệnh. Thường xuyên treo các túi vôi với lượng từ 2 đến 4 kg trên 10 mét khối nước ở đầu nguồn nước hoặc trong các lồng bè để khử trùng và khử chua môi trường nước. Mỗi tuần vệ sinh lồng ít nhất một lần, cọ sạch các cạnh bên trong và bên ngoài lồng lưới, loại bỏ rác trôi nổi và các vật cứng bám vào lồng nuôi. Định kỳ một tháng, bổ sung 5 ngày liên tục bằng thức ăn có trộn vitamin C, 2 g trên 1 kg thức ăn. Vitamin C sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cá. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà cũng lưu ý thêm, mùa đông hạn chế đánh bắt để tránh chảy xước cá, bởi như vậy sẽ là điều kiện thuận lợi gây bệnh cho cá. Trong cái mùa đông như thế này thì mình không nên đánh bắt cá lên làm gì, bởi vì mình chỉ cần cho nó ăn, lượng thức ăn xuống, ăn hết hay không. Và khi nó ăn thì mình cũng quan sát được cái ngoại hình của nó, xem cái quần đàn của nó có những con nào xây sát hay không. Thì lúc nãy mình đã cho ăn rồi và mình thấy rằng là không còn cái hiện tượng mà xây sát nữa. Thì đấy là cái dấu hiệu của cái sự phát triển, cá phát triển tốt rồi. Chứ còn nếu bây giờ mà mình lại túm lưới kéo vào để mà nó dồn vào một chỗ ấy, thì nó lại xây sát. Mà cái mùa đông như thế này, cái nhiệt độ này là nấm, ngay ngày mai là nấm nó sẽ lại mọc lên. Hàng ngày, người nuôi phải theo dõi các hoạt động của cá, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý thích hợp.